Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Việt Nam hiện đang nằm trong số 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới WB, 3 năm gần đây, Việt Nam đã thu được từ 17 đến 18 tỷ USD kiều hối trên năm và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2024. Thống kê của Bộ Xây dựng chỉ ra có khoảng 4 triệu người, bao gồm cả người nước ngoài và người Việt kiều, đang có ý định mua nhà ở Việt Nam trong tương lai. Không chỉ gửi ngoại tệ về cho gia đình tại Việt Nam như những năm qua, Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới đang ngày càng quan tâm tới đầu tư về Việt Nam, trong đó có lĩnh vực bất động sản. Liên quan đến vấn đề trên, ông Peter Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho rằng có khoảng 600 đến 700 nghìn doanh nhân với tri thức trình độ cao, trong đó nhiều người, đặc biệt là từ 60 tuổi trở lên, có mong muốn trở về quê hương để sinh sống, đầu tư kinh doanh và gắn bó với đất nước. Do đó, nhu cầu sở hữu căn nhà ở quê hương để quay về hoặc ở lại làm việc, kinh doanh của người Việt kiều là vô cùng lớn. Con số này được nhiều chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục tăng lên khi Việt Nam ngày càng nhận được sự quan tâm trên toàn cầu nhờ tiềm năng và lợi thế của mình. Qua đó, theo các chuyên gia, tiềm năng của thị trường bất động sản tại Việt Nam trong cơ cấu đầu tư của kiều hối có nhiều khả năng sẽ tăng cao. Đặc biệt, trong bối cảnh giá nhà ở một số quốc gia đã quá cao hay việc siết chặt các quy định nhập cư ở một số nước cũng sẽ khiến nhu cầu sở hữu nhà tại Việt Nam ngày càng tăng lên. Trong chính sách phát triển của Việt Nam, kiều hối được xem là nguồn lực quan trọng mà nền kinh tế đón nhận mỗi năm. Những thay đổi từ luật đất đai mới đây có thể bổ sung thêm lực đẩy giúp nhu cầu đầu tư vào bất động sản của Việt kiều cải thiện trong thời gian tới. Theo đó, luật đất đai năm 2024 đã quy định người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam nhằm khuyến khích cũng như góp phần thúc đẩy đầu tư và thu hút kiều hối từ công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài vào trong nước. Đồng thời, các quy định mới cũng bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Cụ thể, tại Điều 4 của Luật Đất đai 2024 quy định về người sử dụng đất được bổ sung nhóm gốc Việt định cư ở nước ngoài nhưng không có quốc tịch Việt Nam. Theo đó, nhóm này sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi về đất đai, nhà ở như công dân trong nước và người Việt định cư ở nước ngoài, người còn quốc tịch Việt Nam. Theo tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế, trước đây, đối với những người Việt ở nước ngoài nhưng không có quốc tịch Việt Nam sẽ không được quyền như người có quốc tịch Việt Nam. Song với quy định mới, trong luật đất đai 2024 đã tạo điều kiện cho nhóm người Việt kiều đầu tư, mua nhà ở. Điều này được xem là hợp lý khi dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI đang chảy mạnh vào thị trường. Lượng người nước ngoài đến sinh sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam cũng tăng lên hàng năm. Tại Điều 28 của luật đất đai 2024 cũng quy định, người gốc Việt định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam, được mua, thuê nhà ở, gắn liền với quyền sử dụng đất ở. Nhận quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở, nhận thừa kế quyền sử dụng đất ở và các loại đất khác trong cùng thửa đất có nhà. Luật hiện hành không có những quy định này. Ngoài ra, Điều 41 và Điều 46 của Luật Đất đai 2024 quy định, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước cho thuê đất, được bán tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy hoạt động sang nhượng thứ cấp, tạo cơ chế linh hoạt hơn cho thị trường bất động sản. Trước đó, những khó khăn trong việc hoàn thiện thủ tục, giấy tờ để chứng minh nguồn gốc Việt Nam phức tạp đã khiến Việt kiều gặp khó khăn trong mua bán bất động sản. Điển hình, dù quy định cho phép Việt kiều mua bán bất động sản tại Việt Nam, nhưng nhiều người phải ủy quyền cho người thân làm chủ sở hữu tài sản. Do đó, vị chuyên gia chỉ rõ, việc sửa đổi của luật đất đai và trước đó là các luật kinh doanh bất động sản 2023, luật nhà ở 2023 đã tạo sự bình đẳng giữa cá nhân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài trong việc đầu tư, kinh doanh bất động sản. Qua đó sẽ giúp thu hút thêm nguồn kiều hối tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam. Năm 2023, kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh đạt gấp 3 lần vốn FDI 9 tỷ USD, tăng 25% so với 2022, so với 3,4 tỷ USD. Ngân hàng Thế giới WB ước tính, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2023 ở mức 14 tỷ USD. Ngân hàng Nhà nước thì ước tính, lượng kiều hối chuyển về nước năm 2023 sẽ tăng từ 25 đến 30% so với năm 2022. Như vậy, kiều hối ở thành phố Hồ Chí Minh đã tăng rất mạnh và vượt qua tỷ lệ thông thường
chiếm 50% tổng lượng kiều hối của cả nước. Các ngân hàng cũng cho biết lượng kiều hối tăng mạnh, đặc biệt vào cuối năm. Bà Dương Minh Hiền, Phó Giám đốc Phòng Thanh toán Quốc tế Shin Han Bank Việt Nam cho biết, những năm gần đây, lượng kiều hối do người lao động Việt Nam ở nước ngoài gửi về Việt Nam tăng lên đáng kể và mục đích cũng đa dạng hơn như gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng hoặc chuyển nguồn thu nhập hợp pháp về đầu tư trong nước. Theo thống kê, lượng kiều hối từ Hàn Quốc về Việt Nam tại ngân hàng Shin Han Bank Việt Nam năm 2023 đạt 82 triệu đô la Mỹ, tăng 14% so với năm 2022, cho thấy lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đóng góp đáng kể cho nguồn kiều hối trong nước. Bà Hiền nhận định, cùng với các chính sách tài chính, tiền tệ trong nước được chính phủ điều hành linh hoạt để thúc đẩy phát triển kinh tế, thì kiều hối là một nguồn lực quan trọng mà Việt Nam đón nhận mỗi năm. Đặc biệt, cùng với dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI, lượng tiền kiều hối gửi về đã góp phần quan trọng giúp chúng ta tăng nguồn ngoại tệ, đáp ứng nhu cầu trong nước. Từ đó, Việt Nam có thêm nguồn lực để duy trì chính sách tỷ giá đối hoái ổn định và gia tăng dự trữ ngoại hối quốc gia. Bà Hiền cũng cho rằng, để tăng lượng kiều hối trong tương lai, Việt Nam cần từng bước định hướng nâng cao chất lượng nguồn lao động, quán triệt tính kỷ luật cao cho người lao động làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, những việc đã và đang làm như ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, chúng tôi nghĩ rằng chính phủ cần từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, hỗ trợ cho hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh để thấy được hiệu quả từ việc chuyển nguồn ngoại tệ về nước, góp phần mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng cần có những chính sách như hỗ trợ nguồn vốn cho người lao động, ưu đãi về biểu phí, tỷ giá, lãi suất tiết kiệm, ứng dụng công nghệ để đảm bảo giao dịch nhanh chóng, an toàn, bảo mật, để tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào chuyển tiền về nước, góp phần hạn chế dòng tiền kiều hối qua các kênh không chính thống và khó kiểm soát. Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, tình hình lạm phát và xung đột vũ trang ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và các yếu tố tác động liên quan đến kiều hối. Song lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, đạt 9.460 triệu USD. Đây là kết quả ấn tượng, thể hiện trên 4 phương diện chính sau. Thứ nhất, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 đạt 9.460 triệu USD, tăng 43% so với năm 2022, là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây và tiếp tục duy trì tỷ trọng cao so với tổng lượng kiều hối của cả nước ở mức trên 50%. Thứ hai, nếu đặt quy mô kiều hối trong mối liên hệ so sánh với tổng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, thì lượng kiều hối gấp 2,7 lần và bằng khoảng 14% GRDP của thành phố. Thứ ba, kiều hối chuyển về thành phố năm 2023 gắn liền với xu hướng tăng trưởng lao động và làm việc ở nước ngoài. Theo đó, phân tích kiều hối theo khu vực thì lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 50,5% và tăng trưởng 143,8% so với cuối năm 2022. Trong khi đó, lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Phi và châu Mỹ đều giảm. Đặc biệt, kiều hối từ khu vực châu Mỹ chiếm tỷ trọng cao sau khu vực châu Á chiếm 29,1%, song giá trị kiều hối chuyển về lại giảm 10,2%. Thị trường lao động, dịch vụ và du lịch mở cửa và phát triển sau đại dịch tại các nước khu vực châu Á cùng môi trường kinh tế, chính trị ổn định là yếu tố tác động tích cực đến kiều hối chuyển về từ khu vực này trong năm 2023 và trong thời gian tới. Thứ tư, kinh tế vĩ mô ổn định và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cùng với cơ chế chính sách của chính phủ, của ngân hàng nhà nước về thu hút kiều hối. Các hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao, hoạt động kết nối và thông tin tuyên truyền về thành tựu đất nước, sự phát triển của đất nước đã trở thành yếu tố nền tảng và động lực thúc đẩy tăng trưởng nguồn lực kiều hối trong thời gian qua. Bên cạnh đó, hệ thống mạng lưới và dịch vụ chi trả kiều hối của các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp trực tiếp chi trả kiều hối phát triển, tiện ích, nhanh chóng, hiệu quả và an toàn cũng góp phần quan trọng thu hút kiều hối chuyển về đất nước nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng trong năm 2023. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.